Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Vì sao quyền lực của Tổng bí thư Tô Lâm không suôn sẻ trước chuyến công du Hoa Kỳ? Truyền thông quốc tế đưa tin, theo dự kiến, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đi Hoa Kỳ tham dự thượng đỉnh tương lai của Liên Hiệp Quốc ngày 22 tháng 9 và nhân tiện ông có thể thăm Hoa Kỳ cũng như hội đàm với Tổng thống Biden. Và đây là hình Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Theo một số nhận định, chính sách đối ngoại của Tổng bí thư Tô Lâm đang thiên về Hoa Kỳ và phương Tây, cũng như rời xa Bắc Kinh. Đây là cái cớ để phe tướng lĩnh quân đội chống lại ông. Theo đó, dưới sự dẫn dắt của Thường trực Ban Bí thư Đại tướng Lương Cường và Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo Trung ương, là những nhân sự thân Trung Quốc do cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại. Và đây cũng được cho là nguồn cơn của những khó khăn mà ông Tô Lâm phải vượt qua để chuyến công du Hoa Kỳ sắp tới đây được hành thông có những đánh giá cho rằng ông Tô Lâm đang ở trong tình thế thập diện mai phục, nội công ngoại kích. Trong lúc có những đồn đoán cho rằng nội bộ phe hưng yên của ông đang bất ổn và suy yếu. Đặc biệt đang có những chia rẽ trầm trọng trong mối quan hệ giữa ông Lương Tâm Quang và ông Nguyễn Duy Ngọc. Việc Bộ Quốc phòng đã cho xóa video trường đại học Fulbright không để cách mạng màu đổi màu giáo dục được cho là một sự nhân nhượng từ giới tướng lĩnh phe quân đội. Tuy nhiên, các trang mạng của lực lượng dư luận viên thuộc ban tuyên giáo và quân đội vẫn tiếp tục phê phán và chỉ trích Đại học Fulbright. Và đây là hình lễ tốt nghiệp của Đại học Fulbright Việt Nam. Bên cạnh đó, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng lại tiếp tục thổi bùng ngọn lửa chống đối của giới tướng lĩnh quân đội Việt Nam. Trang Facebook của cơ quan này đã đăng lại video nhạy cảm với lời lẽ kích động rằng việc chuẩn bị cho cách mạng màu của các thế lực thù địch thường được thực hiện thông qua các tổ chức phi chính phủ. Trung Quốc và Việt Nam đều là nước xã hội chủ nghĩa do đảng Cộng sản lãnh đạo cần phải cảnh giác cao trước các thủ đoạn cách mạng mạo của các thế lực thù địch. Vẫn theo giới phân tích, trước chuyến công du Hoa Kỳ của ông Tô Lâm, các chuyến thăm Philippines và Mỹ gần đây của Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đã cho thấy có những tiến bộ trong việc hợp tác giữa Việt Nam với các nước đã chống trả sự lấn lướt của Trung Quốc trên Biển Đông. Điều đó đã khiến cho Bắc Kinh không hài lòng. Có nhiều dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đã và đang giật dây cho số đông phe tướng lĩnh quân đội Việt Nam phản ứng quyết liệt. Mặc dù Tổng bí thư Tô Lâm đồng thời cũng là bí thư quân ủy Trung ương, một chức vị cao nhất trong hệ thống quân đội Việt Nam, nhưng tại sao không có khả năng dẹp yên vụ đại học Fulbright? Điều đó cho thấy ông Tô Lâm mới chỉ kiểm soát một bộ phận của quân đội. Hơn thế nữa, trong tháng 10 tới đây, tại Hội nghị Trung ương 10 khóa 13, Tổng bí thư Tô Lâm sẽ phải giao lại cho phe quân đội ghế chủ tịch nước thì quyền lực trên thực tế của ông sẽ bị giảm sút và đây là hình đại tướng lương cường điều đó sẽ có các tác động không hề nhỏ và cản trở việc điều hành bộ máy đảng và nhà nước của ông tô lâm những khó khăn của ông tô lâm hiện nay được cho là hệ quả của việc dục tóc bất đạt ông đã để lộ bài quá sớm đã bị đối thủ bắt bài và phản đòn để cuối cùng trở tài không kịp giới phân tích nhận định rằng kinh nghiệm làm lãnh tụ của ông tô lâm quá mỏng nên thất bại là điều dễ hiểu. Theo đó, các kẻ thù của ông Tô Lâm có thể lật ngược thế cờ vào thời điểm các kỳ họp hội nghị trung ương cuối cùng của Đại hội 13. Bàn về chủ đề nhân sự chủ chốt cho Đại hội 14 sẽ diễn ra đầu năm 2026. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Vì sao quyền lực của Tổng bí thư Tô Lâm không suôn sẻ trước chuyến công du Hoa Kỳ? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Trung ương đảng sẽ tổ chức hội nghị kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao. Ngày 17 tháng 9, BBC Tiếng Việt cho hay, Trung ương đảng tổ chức hội nghị từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, nội dung là gì? Theo đó, hai nguồn tin của BBC tiết lộ, dự kiến Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tổ chức hội nghị từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9. Và đây là hình bài trên BBC. Khả năng cao, cuộc họp trong 3 ngày này sẽ bao gồm nội dung về kiện toàn, các chức danh lãnh đạo cấp cao và điều động một số cán bộ. Đồng thời, Trung ương Đảng cũng sẽ tập trung cho việc chuẩn bị cương lĩnh và phê duyệt quy hoạch nhân sự cho Đại hội 14, dự kiến diễn ra vào quý 1 năm 2026. BBC nhắc lại thông báo của Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường ngày 26 tháng 8 rằng, theo nghị quyết của Trung ương, chức danh chủ tịch nước sẽ được Quốc hội bầu vào kỳ họp thứ 8 tháng 10. Kỳ họp này dự kiến diễn ra theo hai đợt, khai mạc vào ngày 21 tháng 10 và bế mạc muộn nhất vào ngày 30 tháng 11. BBC cũng nhắc lại, tại hội nghị ngày 15 tháng 8, Bộ Chính trị gặp mặt các lãnh đạo, cựu lãnh đạo đảng và nhà nước. Ông Tô Lâm cũng đã thông báo kỳ họp quốc hội tháng 10 năm 2024 sẽ kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao. Đây được coi là động thái nhằm trấn an các bậc bố lão rằng sẽ không có việc nhất thể quá hai chức vụ, chủ tịch nước và tổng bí thư mà ông Tô Lâm sẽ chỉ tập trung vị trí lãnh đạo đảng. BBC dẫn một nguồn tin khác nói rằng, ông Tô Lâm dự kiến sẽ lên đường đi New York, Mỹ vào đêm ngày 21 tháng 9 để tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc với tư cách nguyên thủ quốc gia. Như vậy, Trung ương đảng hợp ngay trước thèm chuyến đi Mỹ của ông Tô Lâm. Và đây là hình Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. BBC cũng cho hay dự kiến hội nghị Trung ương này sẽ thảo luận thống nhất về phương án kiện toàn chức danh Chủ tịch nước để quốc hội bầu vào kỳ họp thứ 8. BBC dẫn đánh giá của các chuyên gia, theo đó từ sau thời Lê Duẩn, Việt Nam đã tránh mô hình nhất thể quá để tránh việc quyền lực tập trung quá nhiều vào một người việc ông Nguyễn Phú Trọng từng nắm giữ cả hai chức vụ Tổng Bí thư và Chủ tịch nước giai đoạn năm 2018 đến năm 2021 cũng chỉ là phương án tạm thời. BBC dẫn nhận định của giáo sư Khatheja từ Úc cho rằng, việc không để ông Tô Lâm kiêm nhiệm có thể là do một số lãnh đạo cấp cao tỏ ra kiên kỵ về việc cho phép một người nắm giữ quá nhiều quyền lực. Hoặc là có những cân nhắc về lo ngại của các nhà đầu tư nước ngoài về sự ổn định chính trị ở Việt Nam, vì vậy, việc khôi phục lại cơ chế lãnh đạo tứ trụ sẽ giúp trấn an những mối quan ngại. Theo giáo sư Carter, có tin đồn rằng quân đội muốn đề bạt ứng cử viên của mình vào vị trí chủ tịch nước để cân bằng quyền lực đối với bên công an. BBC lưu ý công tác nhân sự của đảng là vấn đề liên quan đến lợi ích công, có tính chất quan trọng đối với vận mệnh đất nước nhưng vẫn luôn được giữ bí mật, điều này đã được luật quá. Và đây là hình đại tướng Lương Cường. BBC đề cập đến trường hợp đặc biệt trong quy định 214 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Trung ương Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Theo đó, những nhân vật quá 65 tuổi vào thời điểm diễn ra Đại hội 14, nếu muốn tiếp tục sự nghiệp thì phải vào tứ trụ hoặc thường trực Ban Bí thư. Nguồn tin của BBC cho biết, hội nghị Trung ương dự kiến sẽ bàn về cương lĩnh cũng như phê duyệt quy hoạch nhân sự cho Ban chấp hành Trung ương khóa 14. BBC tiếp tục nhắc lại đã có 7 ủy viên Bộ Chính trị từng được chính đảng chọn lọc kỹ và đánh giá là vừa có đạo đức, vừa có tài, nhưng đã phải rời sân khấu chính trị vì mắc khuyết điểm. Đồng thời, 26 ủy viên Trung ương đảng cũng mất chức, thậm chí có người bị kỷ luật và vướng vào lao lý. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Trung ương đảng sẽ tổ chức hội nghị kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.